Tiếp theo phần review về chiếc MacBook Air 2019 đến từ Apple. Về màn hình, với độ phân giải cao kết hợp công nghệ chu tầng, MacBook Air 2019 cho chất lượng hiển thị tuyệt vời, không hề thua kém dòng MacBook Pro cao cấp hơn. Màn hình của máy đạt 100% không gian màu SRGB, độ sáng cao 343 nit, đủ để sử dụng trong những môi trường ánh sáng phức tạp. Đây là một ý tưởng mạnh mẽ có thể cắt mặt vào cuộc sống và sự nghiệp nếu bạn bận vào tầng gốc rễ của nó. Cuộc sống rộng ra hoặc quay lại từ vào ý chí muốn tiến thẳng vào nỗi sợ của mình. Hãy thực hiện những gì bạn sợ, bạn sẽ tỏa sáng. Giai đoạn nỗi sợ khiến bạn cũng xua lui sang sự vật rồi. Điều đó nhắc tôi nhớ từ lời Frank Herbert được viết trong tác phẩm Sự Cát. Tôi không được quyền sợ, sợ hãi là kẻ. Vì việc tâm trí, sợ hãi là cái chết sẽ dần dẫn ta đến chỗ hoàn toàn thất vọng. Tôi phải đối mặt với nỗi sợ, tôi sẽ cho phép mình nó đi qua đời mình. Và khi nó đi qua, tâm trí tôi sẽ quay lại nhìn chặng đời của nó. Nếu nỗi sợ sẽ không có gì, chỉ mình tôi còn lại. Hiệu năng đủ đáp ứng nhu cầu văn phòng làm việc vừa phải, được trang bị CPU Intel Core i5-8210i, Wide Series với RAM 8GB, MacBook Air 2019 có hiệu suất tương tự như phiên bản 2018, không quá mạnh mẽ nhưng là quá đủ cho nhu cầu văn phòng. Đặc biệt nhờ khả năng tối ưu phần cứng tốt nhất của macOS, MacBook Air 2019 cho khả năng đa nhiệm tốt, có thể mở hàng chục tab Chrome chạy song song với phần mềm Office. Photoshop cũng không phải là vấn đề. Sao vậy?
Khi nhập đối mặt với hoàn cảnh nào khiến bạn cảm thấy bất an, sợ hãi, kết quả đạt được sẽ rất đáng thích lệ. Nhưng chạy đến cánh cửa thoát hiểm nào đó, bạn vẫn đứng vững và thực hiện điều bạn biết mình nên làm. Trước hết, bạn sẽ thấy nỗi sợ hãi chẳng qua chỉ là ảo giác. Thứ đệt, bạn nhận được phần thưởng cho lòng can đảm. Bởi vì bên kia cánh cửa, bất cứ nỗi sợ nào cũng đều có sẵn những món quà lòng lệnh, một cuộc sự trưởng thành những cách, lòng tự tin, sự khôn ngoan. Tôi vẫn nhiều lần chứng kiến như điều này trong cuộc đời. Tôi tin đó là quy luật của cuộc sống, vậy hãy hướng đến mỗi giờ, chỉ cần khởi đầu từng bước nhỏ thôi, nhưng trong cả cuộc đua, chậm mà chắc sẽ luôn chiến thắng. Hãy chứng kiến thành công của bạn, thành công bạn đã tự đai cho bạn. Tự nhiên nhảy ra, dũng chó. OSSD 256GB trong MacBook Air đã đạt tốc độ ghi 1.011 MB trong bài kiểm tra tốc độ đĩa Blackmagic, quá đủ cho mọi tác vụ chạy một cách mượt mà nhất. Thời lượng pin MacBook Air 2019 có thể trụ tụ gần 9 tiếng với bài kiểm tra duyệt web bằng Wi-Fi, quá đủ cho một ngày làm việc, đặc biệt là máy dùng bộ sạc có công suất chỉ 30W. Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều sạc dự phòng có công suất đâu ra được việc sạc cho máy phù hợp với nhu cầu các bạn thường xuyên di chuyển, không có thời gian sạc pin. Kết luận, MacBook Air 2019 thực sự là một bản nâng cấp đáng giá. Tuy nhiên, để tối ưu độ mỏng và thời lượng pin thì Apple không nên nâng cấp nhiều về hệ điều hành mà tập trung vào trải nghiệm nhiều hơn. Chính vì thế, máy sẽ phù hợp với người dùng văn phòng, đặc biệt là các bạn nữ cần một sản phẩm mỏng nhẹ, thời lượng pin tốt, mượt mà ổn định nhưng không đòi hỏi cao về hiệu năng để xử lý các tục vụ nặng. Tôi tin đó là quy luật của cuộc sống, vậy hãy hãy để nỗi sợ. Chỉ cần khởi đầu từng bước nhỏ thôi, nhưng trong cả cuộc đua, chậm mày chắc sẽ luôn chiến thắng. Hãy thực hiện thành công đáng được hưởng, và nó nhìn ra vào những bước bạn cần nỗ nhất. Chương tiếp theo, giữa đôi giày bóng lá. Tất nhiên, không cần giày phải bóng, thì bạn mới trở thành nhà lãnh đạo tuyệt vời và xin nhận rằng vai trò lãnh đạo không tùy thuộc vào chức vụ, mà tùy thuộc vào cách sống. Lãnh đạo không cần chức danh, chính xác như vậy. Khả năng lãnh đạo là khả năng giữ mình trung mực trong thế giới công việc, nhận lãnh trách nhiệm, cải ngược với việc trở thành nạn nhân, vượt trội trong tầm ảnh hưởng của mình, xây dựng lại quan hệ tốt đẹp và nâng cao người khác qua gương mẫu của mình. Trong bài này, tôi chỉ muốn thể hiện một quan điểm đơn giản, cách bạn thực hiện những việc nhỏ bé sẽ tiết lộ rất nhiều về cách bạn thực hiện những việc lớn lao. Từ đặt mình vào sự tầm thường của những mục tiêu vùng vặt sẽ khiến bạn trở nên tầm thường trong những chuyện lớn lao.
Ui nha, ai đạm rửa má? Má ơi, nha ai đạm rửa? Nha ai đạm? Nha ai tung kính bên rửa? Còn ai chị trăng? Bên mô. Bên mô. Tự muốn có ai chị người chứ kịp ý. MacBook Air 2019 có tốc độ ổ cứng chậm hơn nhưng nó không ảnh hưởng trải nghiệm. Apple đã làm mở dòng MacBook Air của mình với màn hình True Tone và bàn phím mới cùng mức đánh giá thấp hơn 100 đô, nhưng đồng thời tốc độ ổ cứng cũng bị giảm đi khá nhiều. Sử dụng thử nghiệm đo điểm chuẩn Blackmagic Dispatch Customer để nhận được kết quả như sau. MacBook Air 256 ghi SSD 2019 có tốc độ ghi 1 ghi mỗi giây và tốc độ đọc 1,3 ghi mỗi giây. MacBook Air 256 ghi SSD 2018 có tốc độ ghi 920 MB mỗi giây và tốc độ đọc là 2 ghi mỗi giây. Nếu một sân vườn, một căn nhà ngăn nắp thì tôi dám cả rằng cuộc sống bạn cũng rất ngăn nắp. Nếu bạn để ý những điều tiểu tiết như ghi nhớ sinh nhật bạn bè hoặc gửi lời nhắn cảm ơn sau các buổi gặp gỡ, tôi chắc rằng bạn cũng sẽ để ý đến những tiểu tiết trong các dự án lớn, trong những cơ hội vĩ đại. Và nếu nơi làm việc của bạn rất tinh tươm, nhiều khả năng đó cũng là cách bạn làm việc rất tận tâm với khách hàng để mọi sự hoàn hảo. Tôi có thể đoán biết về một công ty nào đó có sự sạch sẽ của nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh thân thôi nhưng muốn nói to rằng chúng tôi chăm sóc bạn, và sự chăm sóc ấy mang ý nghĩa là phục vụ tận tình. Vậy hãy chú ý đến tiểu tiết, tập trung vào điều nhỏ nhặt, tận tâm với điều gọi là TTT, thích tiểu tiết. Người vĩ đại và cả công ty thành công đều như vậy, bởi vì điều nhỏ nhặt thực ra lại là điều lớn lao. Mặc dù tốc độ ghi trên các mẫu SSD mới đã thực sự tăng nhẹ, nhưng tốc độ đọc trong các thiết bị MacBook Air 2019 là giảm khoảng 35%. Cũng đã lưu ý rằng SSD 128GB cơ sở thậm chí còn có hiệu suất chậm hơn Consumer theo dõi tốc độ ghi 500 MB mỗi giây và tốc độ đọc 1,3 GB mỗi giây. Mặt khác, những tốc độ đó về cơ bản giống như SSD 128GB trong MacBook Air 2018. Nói cách khác, cái SSD tầng cơ sở chậm hơn các vị tròn tầng cao hơn, nhưng có khá nhiều điểm giống nhau giữa các thế hệ. Mặc dù SSD MacBook Air dường như đã bị hạ cấp nhà, nhưng có câu hỏi hệ liệu hiệu điều hành này có thực sự quan trọng đối với người dùng cuối hay không. Tóm lại, nó có nhưng có thể không theo cách bạn có thể nghĩ. Giảm 35% đọc tốc độ không có nghĩa là giảm 35% hiệu suất. Trên thực tế, hầu hết người dùng có thể sẽ không nhận thấy bất kỳ sự giảm tốc độ nào trong quá trình sử dụng hàng ngày bình thường. Ngay cả khi hạ cấp, MacBook Air 2019 vẫn có một ổ SSD phù hợp với mọi tác vụ thông thường mà người dùng có thể sử dụng. Nhưng Apple có khả năng để triển khai các ổ SSD chậm hơn để cho phép giảm giá MacBook Air 2019. Có màn hình True Tone và bàn phím mới, mức giá thấp hơn $100 so với model trước đó. Một thay đổi rất đáng quan tâm mà chúng ta hoàn toàn có thể không cần xem xét tới sự khác biệt về tốc độ của ổ cứng.
ngày đọc qua đoạn thấm thiện của nhà thiết kế nổi tiếng Bruce Small mà tôi muốn chia sẻ với bạn. Mỗi công tác viên trước khi bước vào quỹ đạo của chúng tôi đều mang theo một thế giới kỳ lạ và phức tạp hơn bất cứ những gì chúng tôi mong đợi và tưởng tượng. Khi lắng nghe chi tiết, nhu cầu, ước muốn, hoài bão rất mơ hồ của họ, chúng tôi đang hòa nhập thế giới của họ và thế giới của mình, và cả hai sẽ không còn giống như xưa nữa. Ta hình thành nhân cách qua cả cuộc nói chuyện, ta bị ảnh hưởng bởi ý tưởng mình nghe được và mọi người đang nói chuyện. Ý tưởng lớn, mỗi người bằng tiếp xúc đều bị ít nhất một thứ mà bạn không biết, đừng để họ ra đi mà chưa học được điều gì. Lắng nghe kỹ là kỹ năng chủ đạo để hoàn thiện cá nhân cũng như sự nghiệp. Nhà lãnh đạo lắng nghe và nghe rất giỏi. Bruce Small hoàn toàn đúng. Khi tập trung lắng nghe người mình đang giao tiếp, khi cho phép họ chia sẻ điều họ biết, ta có cơ hội nhìn sâu vào trí tuệ ấy để học hỏi, phát triển và tiến hóa lên mức cao nhất và giỏi nhất. Và nếu may mắn nói chuyện với một người khôn ngoan, đúng nhịp, thì cuộc trò chuyện duy nhất ấy có thể là thứ sẽ thay đổi các bạn suy nghĩ, cảm xúc, hành xử mãi mãi, hồ mai dội bạn và biến đổi bản thân với những điều tốt đẹp. Mình đọc hai bài rồi, cũng nhanh trái.
Năm lý do khiến bạn nâng cấp lên MacBook Air 2019 ngay khi sản phẩm lên kệ. Sắp tới, MacBook Air 2019 sẽ trình làng với nhiều nâng cấp đáng giá, dự kiến đây là chiếc MacBook được mong chờ nhất trong năm nay. Bố bố mệt cười chắc chứ mất uống rằng đấy uống da rồi hả? Còn một người mà tôi mong gặp mặt và giới thiệu với anh, tôi định Netflix để trình bày trước lãnh đạo và công ty về chính quyền. Cái chuyện của anh khiến tôi rất cảm động. Tôi cảm thấy mình thật ngọt đẹp trước lòng cách làm của anh. David Messier sinh ra đã không có tai. Bác sĩ chẩn đoán anh sẽ bị liệt thuộc thời là ẩu và họ làm sống trong đàn rất trưởng thành. Lần lên, anh đi qua hệ cuộc giải phẫu này để qua giải phẫu khác. Đau đớn phần cùng, chiều bác sĩ nhục vì đạm bàn trong lớp chọc dầu dạng đại bên ngoài của mình. Nhưng anh rất kiên định, sự vĩ đại bằng nhiều hình thức hình thành của việc bạn có kiên định được vượt qua thất bại hay là địa ngục của mình. Đã biết được ước mơ để tin tưởng thì anh biết mình sẽ làm được những điều lớn lao. Một với mức giá phải chăng hơn, và lại chờ đợi một chiếc MacBook giá cả phải chăng hơn. MacBook Air 2019 là MacBook giá rẻ nhất mà Apple bán mới.
Nó không phải là siêu giá cả phải chăng, nhưng nó vẫn là máy mắc di động rẻ nhất bạn có thể mua. Mức giá khởi điểm có thể là 1.022 USD, nhưng nó vẫn rẻ hơn khá nhiều so với MacBook Pro, thậm chí ngang bằng với chiếc iPhone XS Max mà Apple đã cho ra mắt. Qua đó, đây là sự lựa chọn rất đáng tại thời điểm MacBook Air 2019 lên kệ. Thật ra David Mencia là người có phúc. Anh có một bộ óc mạnh mẽ, một trái tim rộng mở, một tinh thần vững vàng, một người cha và người mẹ tuyệt vời. Hầu như ngày nào cũng nói với con điều cốt lõi rằng nếu anh khao khát chân thiện mỹ của cuộc đời, anh sẽ tìm thấy. Họ động viên để anh không bao giờ chịu đóng vai nạn nhân. Họ dạy anh biết thấy cơ hội giữa bao thử thách mà anh đã làm như vậy. Thật ấn tượng. Nhân vật mà tôi gặp ở Mexico City này là một nhà lãnh đạo, một người hùng, một nguồn cảm hứng. Tại sao? Bởi vì anh đón nhận những gì cuộc đời mang đến và biết đối thủ mà chúng ta hẳn sẽ thắng khóc. Ngày điểm trở thành vàng ngọc, giờ đây anh đã có một đôi tay vàng, khỏe mạnh và tràn đầy sức sống. Anh thành công rực rỡ trong sự nghiệp, anh tìm được tình yêu và niềm vui, anh có nhiều bạn bè hơn mọi người khác.
Tích hợp màn hình Retina Chu Tông cao cấp. MacBook Air 2019 được trang bị màn hình Retina Chu Tông. Đây là lần đầu tiên cho MacBook Air và đây là một bản nâng cấp rất cần thiết. Apple đã nâng cấp màn hình vào năm 2018 với màn hình Retina có độ phân giải gấp 4 lần so với màn hình HD tiêu chuẩn và ngang bằng với những gì bạn nhận được trên MacBook Pro. Anh rất lạc quan trong một thế giới mà nhiều người dù chẳng có gì phải than phiền nhưng lại dùng phần lớn thời gian để kêu ca về những chuyện vặt vãnh. Bạn cứ nguyên rùa bóng đêm hoặc cũng có thể thắp lên ánh nến và thể hiện mình như một người lãnh đạo. Cuộc đời là những lựa chọn tùy thuộc vào bạn, nhưng lựa chọn hàng ngày sẽ khắc hòa đến mình mỗi người. Từng ngày, từng tuần, từng tháng, từng năm, David Mears ra biết cách lựa chọn để về đến đỉnh cao cuộc sống và bạn cũng sẽ làm như vậy. 7. Hãy làm ngay. Sáng nay tôi thức dậy với những lời trong một bài hát của ca sĩ Mick Jagger, vì mình chẳng lúc gì truyền trôi qua nhanh lắm. Đúng như thế, cuộc đời thực sự đã trôi nhanh lắm. Màn hình mới này hiện hỗ trợ Chu Tông hoàn toàn mới cho năm 2019. Điều này sử dụng cả cảm biến để tự động thay đổi chuyển nhiệt độ màu của màn hình nằm nhằm mang lại trải nghiệm xem tốt hơn. Đấy là một tính năng tuyệt vời mà chúng tôi yêu thích trên iPhone, iPad và các mẫu MacBook Pro mới hơn. 3. Trang bị Touch ID và FaceTime HD. MacBook Air 2019 cung cấp những điều tốt nhất cho người dùng và những thứ bạn sẽ không tìm thấy trên MacBook Pro. Bạn nhận được Touch ID mà không cần Touch Bar, điều này có nghĩa là bạn có thể đăng nhập bằng dấu vân tay của mình và bạn vẫn có thể sử dụng các phím thông thường. Touch ID là một cách tuyệt vời để đăng nhập và bạn cũng có thể sử dụng nó để mua công cụ với Apple Pay trên máy Mac hoặc cái duyệt cài đặt ứng dụng và các mặt hàng khác mà không cần nhập lại mật khẩu. Thời gian sử dụng được pin cải thiện.
Thời lượng Bing MacBook Air 2019 được Apple đánh giá ở mức độ 12 giờ và nếu bạn chơi phim cục bộ trong iTunes thì đó là 13 giờ. Đó là với độ sáng ở mức 75%. Apple thường khá chính xác với tuyên bố tuổi thọ pin của Mac. Thử nghiệm pin cụ thể này là với MacBook Air loại kẹp 1.6GHz với 8GB RAM và ổ cứng SSD 256GB. Bạn có thể mong đợi thời lượng pin tương tự trên các cấu hình khác. Sao lại trì hoãn những việc có thể làm hôm nay cho những lúc rảnh rỗi trong tương lai xa xôi nào đó? Sao không đóng vai một người vượt trội bây giờ mà lại dành điều đó vào một thời điểm khác mai sau? Sao lại chần chừ thụ hưởng những giờ phút tuyệt vời và chờ đến khi về già? Một ngày nọ tôi đọc cuốn sách về một phụ nữ sẽ suy tư về kế hoạch đàn tiền hưu. Cô nói tôi muốn đảm bảo mình sẽ là để dành thật nhiều tiền, như vậy tôi mới có thể vui sống vào cuối đời. Tôi không nghĩ vậy, tại sao phải chờ đến già mới được hưởng thụ cuộc sống? Tôi không có ý nói rằng bạn nên bỏ qua tầm quan trọng của việc lên kế hoạch cho tương lai. Hãy biết nhìn xa và chuẩn bị cho số cuộc đời. Đó là sự quân bình. Hãy lên kế hoạch để dành tiền cho tuổi hưu. Hãy dự trù nhưng đồng thời cũng cần biết sống cho giây phút này sống thật đầy đủ. Chấp nhận rủi ro hàng ngày và cũng quan hạng hàng không Emirates có câu quảng cáo như sau. Lần cuối cùng bạn thực hiện một điều gì lần đầu tiên là khi nào? Một câu hỏi khôn ngoan. Vậy hãy đóng đầy ngày tháng với nhiều hoạt động, sang tìm là những dịp là tốt nhất cho hôm nay, cứ nhiều lên, yêu nhiều hơn, ước mơ thêm. Nếu cơ hội xảy đến trong những giờ tới, bạn và tôi đều sẽ như thế, hãy chụp lấy bởi vì tháng này qua đi rất nhanh. Với USB-C và dây sạc 30W, bạn cũng có thể mang theo bộ pin USB-C đi trong trường hợp nơi bạn sử dụng không có điện. Điều này làm cho MacBook Air 2019 trở thành một thiết bị siêu di động và tiện lợi ở mọi nơi. Tôi muốn hỏi bạn, tại sao không thể yêu cầu ứng viên phải tử tế trong các tiêu chuẩn tuyển người cho một chức vụ nào đó? Có hàng trăm tiêu chuẩn về những điều cần thiết phải làm mỗi ngày, nhưng dường như tử tế chỉ là phần phụ. Một tiêu chuẩn thứ cấp, một chuyện sau này, tôi không cho là vậy. Năm cải thiện hiệu năng mạnh mẽ hơn. Từ năm 2018, Apple đã bắt đầu quan tâm hơn đến dòng Mac Air của mình. Bằng chứng là MacBook Air 2018 đã mang quá nhiều thay đổi lớn từ thiết kế, tính năng và quan trọng hơn là cả hiệu suất được cải thiện đến rất nhiều. Vậy là màn hình 13,3 inch Retina Display FaceTime HD Camera 8 Gen Intel Dual Core i5 CPU,
What's the memory up to 16 GB? What's the SSD up to 1.5 TB? Two Thunderbolt, 3 ports, Apple, T2 security, stereo speakers louder, more bass, 3 microphones, Touch ID, 3rd-gen keyboard, Foster jetpack. Bắt đầu bởi Mac Air 2019, Apple hoàn toàn có thể trang bị một khẩu hình mạnh mẽ hơn nữa bằng việc bộ vi tính xử lý Intel mới nhất. RAM được nâng cấp hơn, cụ thể sẽ có phiên bản Intel Core i5 loại kẹp 1.6 GHz, Turbo Boost lên tới 3.6 GHz, SSD Pisco 128 GB, tối đa 1 TB, RAM 8 GB tiêu chuẩn và phiên bản RAM lên tới 16 GB. Đồ họa Intel UHD hỗ trợ cho Thunderbolt 3 GPU ngoài. Tôi tin rằng tự tệ dường như hình thức chính là mọi việc của thế giới kinh doanh. Tự tệ đồng với đồng nghiệp, vì thế họ thích đi làm một ngày, bạn sẽ thu hút và giữ lại nhiều tài năng cho công ty. Tự tệ với nhà cung cấp, vì thế họ hết lòng với bạn, là điều này, là điều sẽ giúp công việc trôi chạy. Tự tệ với khách hàng, vì thế họ luôn ở lại, là cách hay nhất để phát triển cộng đồng, những ai trung thành và ngoan mộ đi theo bạn, một ví dụ điển hình. Hôm qua tôi đến một cửa hàng thực phẩm gần nhà, tôi cần năng lượng và rau xanh cho bữa trưa. Để tầm bổ cho cả cơ thể và trí não, tôi định mua một phần gà tây cùng với món rau trộn. Cô nhân viên sau quầy hàng mỉm cười trả lời: theo quy định gà tây chỉ bán nguyên con, nhưng để tôi xem có cắt ra bán cho anh được không nhé. Một phút sau tôi mua được một phần gà tây. Cô nhắm mắt nói thêm: tôi cắt phần ngon nhất cho anh, rất ngon đấy. Chuyện xảy ra như thế thật đáng cảm kích và ngạc nhiên. Rất tự tế với tôi, một trải nghiệm thực mời về phẩm cách phục vụ. Cô nhân viên rất dễ thương. Còn buổi trưa hôm nay tôi trở lại cửa hàng đó, bởi vì như bao người khác tôi luôn cộng tác với người đối xử tốt của mình. Ai mà không muốn giúp người tự tế thành công chứ? Sự tự tế thu hút lòng trung thành và khiến tôi trở lại. Trong những tổ chức hàng đầu thì nhớ tự tế rất quan trọng, vì nên hãy tỏ ra tự tế mỗi ngày.
Người ta rất dễ tự hành hạ mình vì những lỗi lầm từng gây ra. Rất nhiều người trong sự chúng ta cứ sống mãi với quá khứ mà không yêu mến hiện tại và xây dựng một tương lai tươi sáng. Có người lúc nào cũng loay hoay với những gì đã làm hoặc với những thất bại đã qua trong nhiều năm tháng. Thật đáng tiếc, cuộc sống lãng phí quá là khủng khiếp. Xin hỏi bạn câu này, có điều gì thực sự là một lỗi lầm? Trước tiên chẳng ai muốn thất bại hoặc làm đảo lộn mọi chuyện. Mọi người chúng ta thức dậy mỗi buổi sáng, bước vào thế giới và làm thật tốt những gì có thể dựa vào kiến thức, vào khả năng mình có và chủ động hiện nay trên hành trình cuộc đời. Nhưng quan trọng hơn nữa, điều mà ta gọi là lỗi lầm thực ra ẩn chứa môn học hỏi phong phú. Đó là cơ hội nhận thức và hiểu biết hơn để có được những kinh nghiệm quý giá, kinh nghiệm giúp ta hành động với cảm xúc ngày một hoàn thiện hơn. Tất cả những gì sẽ ra trong cuộc đời tốt đẹp và khó khăn, điều cần thiết để giúp bạn trở nên con người hôm nay là sao gọi là lỗi lầm. Và có lẽ không có lỗi lầm, có lẽ điều chúng ta gọi là thất bại thật sự là những bài học trưởng thành, như lập giá cho sỏi, và có lẽ nhiều người kinh nghiệm nhất sẽ là người chiến thắng. Cho MacBook chơi game liệu có tối ưu? Như đã nói ở trên, MacBook của Apple thường được người dùng đánh giá không cao về khả năng chuyển game. Tuy nhiên, mọi chuyện đã dần thay đổi với dòng MacBook mới ra trong thời gian gần đây. MacBook chơi game online được không là điều khiến nhiều người băn khoăn do nghĩ rằng sản phẩm không có cấu hình đồ sộ như các dòng máy khác nên nó có thể chơi tốt. Tuy nhiên, thực tế sẽ có những điểm khác biệt giữa MacBook Air và MacBook Pro. MacBook hoàn toàn có thể chơi game với cấu hình cao, trong đó phổ biến là MacBook Pro. Đối với MacBook Air thì cấu hình thấp hơn nên việc chơi game sẽ không trơn tru bằng. MacBook sử dụng CPU Intel 2 nhân 4 luồng hoặc 4 nhân 8 luồng, 6 nhân 12 luồng, mang đến cho người dùng những trải nghiệm tuyệt vời khi xử lý nhiều tác vụ, trong đó chơi game online. Bên cạnh đó, dòng MacBook Pro còn được gắn cạc màn hình ngoài giúp bạn chơi game với tốc độ như những dòng máy khủng thoải mái mà không lo giật lắc. Đặc biệt hơn nữa, với dòng MacBook Pro 2018 hay MacBook Pro 16 inch mới ra mắt trong thời gian gần đây, chắc chắn không làm bạn thất vọng. Cụ thể, với cấu hình được trang bị bù xử lý Intel có i9 với 8 nhân 16 luôn có khả năng xử lý và hiệu năng cao trong thời gian dài hơn và mang lại hiệu quả hiệu năng được đẩy lên gấp 2,1 lần so với MacBook Pro loại tứ, với card đồ họa Radeon Pro 550M chạy trên bảng kiểm tra Unreal Heaven chuẩn bị đạt trung bình 88,1 FPS với tổng số điểm lên tới 2218. Tỷ lệ khung hình mỗi giây đạt được tối đa là 172,3 frame per second. Đi kèm với đó là ổ cứng SSD lên tới 8 TB, điều này chưa từng có với bất cứ chiếc laptop nào có trên thị trường. Tuy nhiên, cấu hình mạnh mẽ như vậy thì không thể thiếu được bộ tạng nhiệt với quạt lớn hơn mạnh mẽ, tốc độ tối đa được duy trì lâu hơn được bộ xử lý Intel vừa được nhận cáo trong các bài thử nghiệm Geekbench 5. Thực đã kinh ngạc khi Apple có thể mang lại hiệu năng cao hơn cho nhiều máy chỉ bằng cách chỉnh kệ nhiệt.
bắt đầu với những thông số như trên, bạn có thể yên tâm để trang bị cho mình những chiếc MacBook để chơi game. Lưu ý rằng bạn nên chọn dòng máy Pro để có hiệu năng cao hơn nhằm chiến kế mượt mà hơn nhé. Sau đây mình sẽ hướng dẫn.